Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phúc. Hôm nay mình có một cái game thuộc thể loại mô phỏng có tên là Planet Zoo. Thì trong cái phần đầu tiên này á, thì mình sẽ nói về các cái tính năng cơ bản cũng như là hướng dẫn cho những bạn nào vừa mới tiếp cận game này hiểu được, biết được về một số các công cụ ở trong game để mình bắt đầu mình làm quen dần với game. Thì mình nghĩ là sau này thì có thể là rất là nhiều bạn sẽ có được những cái ý tưởng hay và độc đáo để xây dựng riêng cho mình một cái sở thú thật là hoành tráng ha. Rồi mình xin phép được bắt đầu nha. Thì đi vào cái giao diện của cái game á, thì ở cái màn hình chính thì các bạn thấy á, ở đây thì chúng ta có những cái mục như sau. Cái phần resume này á, là cái phần tiếp tục chơi. Do là lần trước á, mình có chơi một cái màn chơi, cho nên là khi mà mình vào lại game một lần nữa thì cái phần này nó mới hiển thị. Còn khi mà bạn nào mà mới bắt đầu chơi á, thì nó sẽ không có cái phần này đâu. Rồi, cái phần franchise này nè, có nghĩa là khi mà các bạn chơi ở cái phần chơi này á, thì nói nôm na đi thì mình sẽ có được những cái thành tựu. Mình có thể là trao đổi những cái động vật của mình với những người chơi khác ở trên toàn thế giới ha. Rồi cái phần career này á, thì nếu như bạn nào á khi mà mới bắt đầu chơi mình chơi cái phần này, thì khi mà các bạn hoàn thành được các cái nhiệm vụ ở trong các màn chơi á, thì mình nghĩ là 8 trên 10 các bạn cũng đã hiểu nôm na về về các tính năng của game rồi. Cho nên mình khuyên các bạn là nên trải nghiệm qua cái phần chơi này nha, để mình có thể là làm quen với game nhanh hơn. Rồi tiếp theo là cái phần phần đây, ở đây thì cái phần này á, là cũng là một dạng phần cho phép mình chơi, nhưng mà nó theo kiểu dạng là offline, có nghĩa là bạn chơi thì chỉ có cá nhân của bạn là biết được những cái thông tin thôi. Còn những cái người chơi online khác thông qua cái Steam á, thì họ sẽ không nhìn thấy được những cái thông tin về sở thú của bạn ở trong đây. Rồi thì cái phần chơi này á, nó sẽ có tính toán về mặt chi tiêu. Các bạn phải tính toán chi tiêu làm sao cho hợp lý thì mình mới có thể duy trì được cái sở thú của mình ha. Rồi và cái phần này là cái phần sandbox này, thì ở đây thì nó cho phép là bạn thỏa niềm đam mê với cái ước mơ xây dựng một cái sở thú mà không có phải nghĩ đến về những cái khoản chi phí ở trong game. Nói chung là free tiền á, các bạn chơi một cách thoải mái, có thể là xây dựng bao nhiêu công trình rồi bao nhiêu con thú mà không có ngại về vấn đề chi phí. Rồi và cái phần cuối cùng là cái phần Maizu này, có nghĩa là những cái màn chơi mà các bạn đã sale thì mình load lại mình chơi tiếp tục thôi. Rồi thì cơ bản là như vậy đi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần phần này đi. Mình chơi có những cái hạng mục tính toán về mặt chi tiêu để các bạn hiểu hơn về các thông số của game ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có chọn những cái quần xả. Cái quần xả thứ nhất là desert, sa mạc này, đồng cỏ này, rồi nhiệt đới này, rồi khí hậu ôn hòa này, rồi đây là rừng lá kim. Nó cũng gần thuộc dạng là quần xả hàng đới đó. Rồi và đây là cái vùng xứ lạnh nha. Rồi thì ở trong mỗi cái quần xả như vậy thì nó sẽ có những cái phân loại nhóm, các châu lục. Như ở đây các bạn thấy nó có các châu như là châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Âu,
rồi Bắc Mỹ, rồi Nam Mỹ. Đó, đại loại là như vậy ha. Thì mình thì mình thích chơi ở cái mình quên nói với mấy bạn một điều á, là khi các bạn chọn quần xả nào thì trong cái màn chơi đó nó sẽ đưa ra một loạt danh sách các con vật phù hợp với khí hậu và quần xả mà các bạn đã chọn trước khi bắt đầu chơi nha. Rồi, mình ví dụ ở đây mình chọn cái quần xả là Hùng Hòa đi. Đây. Và cái quốc gia mình chọn đó là châu Á. Ha. Thì ở đây nó có cái chế độ từ dễ tới khó. Thì thông thường đó, nếu như mình chọn ở các điều kiện dễ đó, thì ở đây là các bạn quan sát ha, ở cái phần này á là nó sẽ chia làm 3 nhóm thú, động vật á, khách và nhân viên. Thì thú nó sẽ có những cái điều kiện tương đối dễ hơn cho người chơi, khách hàng cũng dễ chịu hơn khi đến tham quan sở thú của mình, và nhân viên chăm sóc thú cũng đưa ra những cái điều kiện như là mức lương hoặc là di chuyển làm việc hăng hái hơn đó, tốt hơn cho sở thú của mình. Nói chung là những cái điều, cái chế độ chơi dễ, thì nói chung là tất cả những cái phần này nó sẽ hỗ trợ cho người chơi tối đa nhất có thể để mà mình hoàn thiện được những cái điều kiện trong game sao cho nó tốt nhất. Rồi, và đây là cái phần đặt tên cho cái sở thú của mình. Rồi, mình bắt đầu bạn chơi nha. Rồi, ở đây như các bạn quan sát thấy, đây là cái không gian mà mình sẽ tạo nên cái vườn thú cho riêng mình. Thì tùy vào cái ý tưởng, tùy vào những cái thẩm mỹ của mỗi bạn mà mình sẽ có những cái vườn thú sinh động bắt mắt khác nhau. Thì nếu như bạn nào đã từng tham gia cái dòng game mô phỏng xây sở thú này rồi á, thì những cái tựa game trước đây như là Zoo Tycoon 1 rồi Zoo Tycoon 2 thì mình nghĩ là chắc nó cũng không quá xa lạ gì đối với là những bạn nào mà có được cái niềm đam mê yêu động vật, đúng không? Rồi, thì đối với lại cái Planet Zoo này á, thì nó sẽ khác hẳn với lại những cái tựa game xây dựng sở thú trước đây mà các bạn đã từng chơi. Đó là nó mang tính chất giáo dục và nó vô cùng thực tế luôn. Rồi, mình nói thực tế ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn bắt đầu chơi game thì game này nó đã cho mình những cái tư tưởng tốt về sự bảo tồn động vật hoang dã. Có nghĩa là các bạn sẽ bảo tồn những cái động vật ở đây, và khi mà chúng khỏe mạnh hoặc là chúng đến tuổi mà phải trả về với thiên nhiên thì các bạn phải trả về với thiên nhiên. Thì một trong những cái mục đích của cái việc mà người ta xây dựng sở thú á, cũng chính là bảo tồn rồi cho khách tham quan du lịch đó. Thì đến một cái độ tuổi nào đó thì giống như là nó không còn khả năng sinh sản nữa, hoặc là cái độ tuổi của nó đến cái mức mà phải trả về với tự nhiên rồi á, thì mình sẽ trả về nó với tự nhiên, hoặc là mình cũng có thể là trao đổi, mình bán cho nó cho một người chơi khác trên cộng đồng Steam chẳng hạn đó. Thì bắt đầu chơi như thế nào? Thì bây giờ ở cái tập đầu tiên này á, thì mình sẽ hướng dẫn những cái công cụ cơ bản để các bạn làm quen dần và hiểu được là một cái công cụ ở đây á, là nó có được những cái tính năng như thế nào. Thì qua những cái tập sau, nếu như các bạn theo dõi kỹ ở tập này thì các bạn sẽ sử dụng tốt
được cái công cụ ở trong game nha. Rồi đầu tiên mình nói về cái phần giao diện camera trước đi. Thì chủ yếu mình sử dụng ở đây là con chuột giữa. Thì khi mà các bạn nhấn giữ chuột giữa và xoay xoay 360 độ luôn. Đó. Xoay sang trái, xoay sang phải. Rồi. Ngoài ra mình có thể lăn chuột lên và xuống để hiển thị cái độ xa gần của game. Rồi. Ở đây là cái cổng chính nè, cái cổng chính mà khách ra ra vào sở thú của mình nha. Rồi. Đây là nói về cái phần camera đã xong. Thì mình bắt đầu đi tới cái phần công cụ cơ bản. Công cụ cơ bản mình muốn các bạn quan tâm ở đây á, là đầu tiên là về cái những cái thông số ở đây trước đi ha. Mình đi từ trên xuống dưới trước đi. Cái phần hỗ trợ này á, thì các bạn tự tìm hiểu lấy nha. Ở đây nó cũng có khá là nhiều, giống như là về cái tính năng hỗ trợ trong game. Thì bây giờ là mình sẽ đi những cái tính năng chính cho các bạn hiểu game một cách nhanh nhất có thể. Rồi, cái phần này là cái phần thông tin về động vật. Đó. Thì ở đây là nó sẽ bao gồm tất cả các động vật. Mình không biết là nó có đầy đủ hết ở trong game hay chưa, hay là nó chỉ hiển thị ra những con vật có trong cái màn chơi này. Tại vì bây giờ mình nói là về số lượng con vật ở trong đây đó, kể cả côn trùng và bò sát luôn. Thì mình cũng không biết là nó có tổng cộng là bao nhiêu loài. Cái này là phải chắc lên trên trang chủ của game mới biết được. Đấy. Rồi. Đây là những cái phần giới thiệu cơ bản nè. Rồi, phân bố ở đâu nè. Rồi, sinh sản như thế nào nè. Dòng đời, tuổi thọ của nó nè. Rồi, đây là cái phần về cái những cái đặc tính như là thức ăn, rồi sở thích, rồi chuồng nó phải như thế nào nè. Có một số con hiển thị đầy đủ, còn có một số con thì nó chưa có hiển thị đầy đủ. Rồi, cơ bản vậy đi ha. Rồi, cái phần kế hoạch ở đây thì cũng chưa hiển thị gì cho mình, cũng chưa có kế hoạch như thế nào. Rồi, đây là cái phần nhiệm vụ nè. Cái phần này là cái phần nhiệm vụ, cái mục tiêu. Cái mục tiêu của bạn phải đạt được đó. Đó, là giống như là ở đây nó ghi là thưởng cho bạn thêm 1 triệu. Thế mình nghĩ là 1.000 đô chứ. 1.000 đô, nó sẽ chính xác hơn. Là các bạn phải đạt được 300 người khách đến với sở thú của mình. Rồi. Rồi quan sát cái phần phía dưới à, ở đây cái phần start alert là báo động nhân viên. Thì ở đây là nó sẽ có những cái điều kiện, những cái cảnh báo mà sau này khi mà các bạn trong quá trình mà mình tham gia trò chơi á, nó sẽ thông báo cho các bạn. Thì các bạn từ từ tìm hiểu, hoặc là trong cái quá trình mà mình hướng dẫn đó, nếu như có những cái báo động như thế nào thì mình sẽ giải thích luôn để cho các bạn nhớ và có thể thao tác nhanh hơn mỗi khi mà mình đụng phải những cái cảnh báo này. Rồi, tiếp theo là cái phần heat map. Đây là cái phần chỉ số toàn bản đồ của mình. Rồi, đầu tiên là cái phần Animal Welfare. Thì ở cái phần này á, nếu như các bạn click chọn á, thì tất cả những động vật nào đang sống trong cái khu vực bản đồ này của mình là nó sẽ hiển thị lên. Rồi, từ đỏ tới xanh là đang trong cái tình trạng là tốt hay xấu nha. Rồi. Ở đây là cái habitat, có nghĩa là cái chuồng nơi ẩn náu của động vật đấy. Rồi, temperature là nhiệt độ, thì nó hiển thị theo cái màu sắc ở đây. Như các bạn thấy á, là cái nhiệt độ của cái map này của mình nó có một cái màu nó hơi màu cam cam, có nghĩa là nó dao động tầm khoảng từ 30 tới 40 độ nha. Maximum ở đây là màu đỏ nè, là 45 độ nè. Rồi, cái phần này ở đây á, là cái phần chế độ nguồn nước. Thì ở đây mình có hai cái loại cột màu đỏ và cái cột màu xanh.
Màu đỏ đây á, là cái nguồn nước nước bẩn. Thì nguồn nước này của mình á phải được làm sạch liên tục, kể cả ở ngoài chuồng cũng như là ở trong chuồng đó, để những cái con thú của mình nếu mà nó sử dụng cái nguồn nước mà nó bẩn quá thì nó sẽ làm cho con thú nó bị nhiễm bệnh, và nó sẽ bị một cái loại bệnh dịch mà nó có cái sức lây lan rất là nhanh, có thể ảnh hưởng tới khách tham quan và ảnh hưởng tới những con thú khác nữa. Cho nên là cái nguồn nước ở đây nó rất là quan trọng nha mấy bạn. Rồi. Tiếp theo là cái phần power. Power có nghĩa là nguồn điện, nguồn năng lượng. Cái nguồn điện ở đây á nó sẽ cung cấp cho những cái máy cần phải sử dụng điện, mà hầu như á, là mình thấy ở đây á, là chỗ nào cũng cần phải có sử dụng điện cả. Đó là cái như là mình ví dụ nha, như là cái trụ ATM nè cũng phải có điện mới sử dụng được. Chuồng thú hồi xưa mình chơi ở cái bản 1, bản 2 thì nó không có đề cập tới cái việc mở cửa là phải có cái cửa điện mình mới có thể là mở được, hoặc là điện để rào lại những cái lưới lưới điện mà mình nuôi những cái con thú dữ như là sư tử hay là hổ gì đó. Đó thì ở đây là nó cũng có những cái chế độ từ màu đỏ đến màu xanh là nguồn điện nó mạnh yếu, nó khác nhau nó như thế nào. Thì có thể là qua những cái tập sau, nếu như mà mình có đề cập tới cái vấn đề này thì các bạn theo dõi thì sẽ biết thôi. Rồi, building ở đây là các cái công trình, các cái tòa nhà ha. Tòa nhà. Rồi. Ở đây là cái độ tiêu cực của khách hàng về cái sở thú của mình, giống như là tiêu cực về động vật hoặc là tiêu cực về cái thẩm mỹ đó, rồi tiêu cực về rác thải, rồi số lượng người đi trên một cái đường để mình tham quan đó, nó quá nhỏ mà số lượng người nó lại đông đó, gây ra tình trạng là mất trật tự an ninh. Rồi đây là cái phần an ninh đó, an ninh sở thú mình nó có tốt hay không, nó có đảm bảo cho khách tham quan hay không. Đó thì hiển thị màu xanh đó là những khách hàng đánh giá tốt, còn hiển thị màu đỏ là những khách hàng đánh giá xấu đó. Ví dụ như là những khách hàng nào mà hay bị móc túi hay là hay bị kẻ xấu nó cướp hay là nó làm cái gì đó là ảnh hưởng tới cái sở thú của bạn, thì nó hiển thị là cái cây màu đỏ như đây à, còn nó tốt thì nó màu xanh. Rồi tương tự đây đây là cái phần giáo dục, tức là khi mà khách tham quan tới cái sở thú của mấy bạn á thì cái điều mà họ quan tâm đó là họ học hỏi được những gì, từ việc là họ quan sát xem thấy được những con thú của mình, những động vật của mình đó là nó có những cái hành động như là ăn uống rồi đi ngủ ra sao, rồi những cái hành động tương tác nó như thế nào, rồi lịch sử, rồi có phải là thú được nằm trong danh sách đỏ sắp bị tuyệt chủng hay không. Thì tất cả những cái đây là kiến thức về giáo dục khách hàng đấy. Rồi đây là cái độ hài lòng mà tổng thể về sở thú của các bạn nha. Và cuối cùng là cái độ hài lòng của nhân viên. Nhân viên ở đây nó không giống như là nhân viên ở cái phiên bản sở thú Zoo Tycoon 1 và 2 đâu. Nhân viên này nó cũng khó tính lắm, ví dụ trả lương thấp cho nó thì nó cũng ý kiến, mà không giao việc cho nó thì nó cũng ý kiến, mà giao nhiều việc cho nó quá thì nó cũng ý kiến. Đấy, cho nên là mình phải làm hài lòng tất cả, phải được set up thật là logic. Đó, ví dụ như là anh A này á, ảnh là ảnh là nhân viên quét dọn chăm sóc trong chuồng thú đi, thì mình sẽ phân chia khu vực ra cho ảnh, ví dụ như là ảnh có thể một ngày ảnh
chăm sóc 3 chuồng thôi. Ở khu vực A này anh làm 3 chuồng thôi. Đó, rồi anh B này anh làm ở khu vực khác, anh cũng làm 3 chuồng thôi. Đó, đừng giao cho người ta nhiều việc quá mà trả lương thấp. Đúng không? Các bạn cũng vậy thôi. Giao nhiều việc quá mà trả công không xứng đáng các bạn có làm không? Đúng chưa? Rồi. Cái phần tiếp theo nữa, để mình bầu cái game lại chút xíu đi ha. Ở đây nó có những cái chế độ giống như bên cái game The Sim á, là nhanh, tốc độ 1, tốc độ 2 và dừng hoạt động của game. Thì mình khuyên các bạn khi mà các bạn đang set up xây dựng một cái công trình hay một cái vườn chuồng thú nào đó thì các bạn nên dừng game lại để khi mà mình hoàn thành xong cái công trình của mình đó, thì mình mới play để mình bắt đầu mình chơi tiếp ha. Rồi tiếp theo là cái một chút xíu hiện tại là hai cái phần này là do nó đang ẩn. Một chút xíu nữa mình sẽ quay lại về cái phần này rồi mình sẽ nói luôn cả cái phần su này luôn cho các bạn hiểu hiểu luôn ha. Rồi đầu tiên là cái phần chuồng. Ở đây thì nó sẽ chia làm hai hai cái hạng mục. Hạng mục đầu tiên đó là cửa chuồng. Đấy, cửa chuồng to nhỏ lớn bé gì có hết ha. Thì ở đây nó cũng hơi ít, mình nghĩ chắc game mới mà cũng chưa có cập nhật được nhiều loại cái cửa chuồng khác khác nhau đâu. Rồi ở đây là cái phần cái tường của chuồng. Nhưng mà hầu như là những cái người chơi nào mà họ chơi lâu rồi á, thì họ không có xây dựng cái chuồng bằng cái loại tường này, mà họ xây bằng một cái cách thẩm mỹ khác. Nó đòi hỏi là mình phải có một chút xíu kiến thức về mỹ thuật và cũng như là mình am hiểu các tính năng của trong game thì mình mới có thể là xây được những cái công trình vậy. Thì có lẽ là qua những cái tập sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xây nó như thế nào đó, để các bạn có thể là thỏa niềm đam mê của mình đối với lại cái sở thú của mình ha. Thì như mình đã nói là cái game Planet Zoo này nó cho phép mình thoải mái xây dựng cái sở thú theo cái ý thích của mình, theo sở thích của mình. Cho dù bạn muốn xây nó như thế nào, muốn nó tròn hay nó méo hay muốn nó như thế nào thì Planet Zoo sẽ đáp ứng tất cả cho các bạn, cho dù bạn là người có cái khó tính nhất. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về những cái thông số ở bên cái bảng bên phải ở cái phần tường tường của trường thú đây ha. Cái angle snap này á, này mình ví dụ cho. Nếu như mà bạn nào mà không nhớ á, thì có thể là tự mình click chọn rồi mình kéo trượt lên trượt xuống, nó hoạt động nó như thế nào là các bạn biết liền à. Rồi, nếu dù mình bỏ chọn nha. Thì cái phần tường này á, nó cho phép mình á, là có thể là di chuyển dù là nhỏ nhất đó. Đó, ví dụ bây giờ mình xây một cái chuồng vậy đi ha. Đó là bạn chú ý nha, mình có thể xây cái hướng của nó là thoải mái di chuyển, nó không có bị giới hạn. Rồi còn nếu mình để vô tích ở đây thì nó sẽ theo cái độ, ví dụ như bây giờ mình để là 90 độ. Thì đối với bạn nào mà muốn xây cái chuồng mà vuông vức luôn á, đây thì cái góc nghiêng của nó nè, đó nó không cho phép mình di chuyển thoải mái nữa. Nó sẽ nghiêng một cái góc 90 độ thành một cái chuồng nó là vuông vức ha. Mình nít chuột trái như vậy á, thì cái tường của mình nó sẽ đi 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 hoàn thành cho tới khi nào nó nối lại thành một cái hình có cái điểm kết thúc thì thôi. Đó, chuột phải vào cái bức tường đó thì là xóa xóa nha. Rồi ví dụ mình muốn xây tiếp thì mình click chọn ngay cái điểm xuất phát, click chọn vô nè, đó, rồi mình quay, đó, tắt cái này đi, thì mình sẽ quay thoải mái đấy, rồi, và mình có thể chọn chọn cái điểm kết thúc ở đây thì cái tường nó sẽ tự động nó nối tới cái điểm mà các bạn đang xây và nó kết thúc luôn, nha. Rồi xóa thì chuột phải, đơn giản đúng không? Rồi tới cái phần tiếp theo, cái phần
Habitat thì tất cả những cái gì mà nó liên quan tới những cái dụng cụ ở trong cái chuồng thú của mình đó thì nó đều nằm ở đây cả. Rồi ở đây mình nói về cái phần food and water, có nghĩa là thực phẩm và nước uống. Thì ở đây có một số động vật này, nó không có cần sử dụng những cái những cái vật dụng này, giống như là cái con sư tử chẳng hạn, thì thường thường là nhân viên tới đưa thức ăn cho nó là đưa thẳng ra ngoài luôn đấy, đưa thẳng ra bên ngoài luôn, là cho nó ăn thịt là quăng ra ở ở, ở ngoài luôn, là nó tự lại nó ăn thôi đấy. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái này đi, thì ở bên đây nó có những cái tab, gợi ý, những cái từ khóa đó, như là bây giờ là cái vật dụng để thức ăn này á, thì có con khỉ capuchin như nè, con zan panda nè, con gấu trúc á, là nó thích, tức là thức ăn nó để trên đây nó mới ăn, để ở ngoài nó không ăn, là không có cái này là không được với nó. Nó đại loại là như vậy đấy. Rồi qua bên đây thì cái dĩa thức ăn, thì bên đây là nó có những cái con khác, như là con common ostrich, là mình nghĩ là con đà điểu nè. À, ostrich, con đà điểu nè đấy. Rồi nước uống cũng vậy luôn đây, water pouch lab đây, cái tên của nó là nước uống đây, có sẵn đây đây, food, rồi đơn giản ha. Rồi thì cái phần này chỉ có thức ăn và nước uống cho động vật thôi, không có gì đáng nói hết. Rồi tiếp theo là cái phần heater and cooler, có nghĩa là máy sưởi và máy làm lạnh trong chuồng thú. Mình ví dụ nha, ở đây á, thì nó cũng có chia ra cho các bạn theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thì ví dụ như bây giờ tới cái mùa hè, mà những con vật ở trong môi trường khí hậu hàn đới á, như là gấu Bắc Cực hay là chim cánh cụt hay là con sói tuyết chẳng hạn, thì nó không thể nào mà nó sống trong cái điều kiện mà mùa hè được. Nó nhiệt độ quá nóng nó sẽ dẫn tới tình trạng con thú của mình nó sẽ không có duy trì được cái sự sống. Nó các bạn thấy cái game này nó thật ghê luôn không? Đấy. Rồi hồi nãy mình có để cho các bạn coi cái phần nhiệt độ á, ở đây nè. Đây ví dụ ở đây là đang là khoảng là 40 độ C đi. 35 tới 40 đi. Thì bây giờ mình để một cái máy làm lạnh ở đây nha. Bạn xem thấy chuyện gì sẽ xảy ra nha. Đây để đây. Rồi. Hiện tại là nó cho phép mình điều chỉnh ở đây á, là cái nhiệt độ mình sẽ hạ thấp xuống là khoảng còn 10 độ C. 10 độ C. Đấy, tắt mở ở đây nha mấy bạn, cái nút này nè. Operation on nè, tắt mở. Đấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ làm cái tường cho nó lại. Rồi phủ lên cho nó cái vùng đất là tuyết đây. Rồi bây giờ qua kiểm tra là nhiệt độ nha. Quên, mình xin lỗi, mình chưa có play game. Rồi, bây giờ các bạn kiểm tra lại nhiệt độ nha. Đấy, các bạn thấy một cái vùng sáng ở đây không? Bắt đầu nó đang chuyển sang màu trắng trắng rồi đấy. Đấy, trắng trắng là cái khoảng đây. Thì nó tầm khoảng âm cái màu xanh rồi nè. Đó, nó khoảng xuống âm 10 độ C nè. Thì hiện tại này mình nhìn thấy là mình như âm 1 độ C nè. Đó, nhiệt độ đang giảm dần, đang giảm dần. Đấy, rồi lay lại ha. Đấy, có nghĩa là cái này nó sẽ phù hợp đối với lại những cái động vật nào mà sống ở trong cái điều kiện xứ lạnh, như là gấu Bắc Cực, thì mình bắt buộc phải có những cái thiết bị này để duy trì cái nhiệt độ ở trong chuồng mà nó vẫn không ảnh hưởng tới cái thời gian thực ở bên ngoài ha. Rồi tiếp theo mình nói tiếp là cái máy sưởi, thì nó cũng vậy luôn. Máy sưởi thì dành cho những con nào các bạn? Lạc đà nè,
rùa cạn nè, đấy những cái con vật hoặc là con kỳ đà sa mạc này, nó những cái con mà nó sống ở khí hậu nhiệt đới đó, thì nó cũng phải cần cái máy là làm nóng khi mà nhiệt độ thực tế bên ngoài là đang là xứ lạnh. Đây là cái công cụ hỗ trợ cho những cái con động vật đó. Rồi để mình xóa, để mình à cái nút nút Ctrl Z hoặc là cái nút mũi tên ngược ở đây á, tên ngược về hướng trái á, nó giống như là cái xóa bỏ cái thao tác vừa thực hiện ha, nhấn càng nhiều thì nó sẽ hồi lại cái thao tác mà các bạn vừa làm. Tương tự mình sẽ có cái nút là redo, có nghĩa là mình sẽ hồi lại cái thao tác mà mình vừa mới xóa đi. Rồi tiếp theo là cái phần về chuồng ngủ, thì ở đây á nó có rất là nhiều loại chuồng đó, to nhỏ hoặc là không có mái che, hoặc là đơn giản là chỉ là cái nhúm củi hoặc là nhúm rơm ở đây thôi. Thì ở đây nó cũng có một số gợi ý, là ở đây cũng có một gợi ý là như con Bengal Tiger này, là con này là con cọp, con hổ đông dương đó, theo mình nhớ là như vậy đó, hoặc là những cái chuồng này đấy. Thì ở đây nó không có gợi ý cho mình đó là con nào là sự ở đây 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 có luôn đây đó, con bò châu, con trâu ở châu Phi này đó, là con bò Mỹ này đấy, là thích ở những cái chuồng này. Nhưng mà thông thường thì những người chơi cấp cao thì họ lại không có thích là làm một cái chuồng, đưa ra một cái chuồng có sẵn ở trong game mà họ tự tạo ra một cái chuồng cho con thú của mình luôn đấy. Rồi tiếp theo là phần này hết chưa ta? Rồi, cũng hết rồi ha. Rồi tiếp theo là cái phần đồ chơi của động vật. Rồi ở đây thì mình có rất là nhiều cái đồ chơi, thì sau này là các bạn sẽ biết được là cái con nào mà các bạn đang đang nuôi á thì nó sẽ cần cái đồ chơi nào. Ví dụ như mình chơi rồi thì mình biết à đây là cái món đồ chơi của mấy con khỉ nè đó, mình có thể kết hợp được nhiều nhiều cái cây và khúc gỗ lại với nhau để tạo thành ra một cái công trình đồ chơi cho con khỉ. À, ví dụ như đi, bây giờ mình có thể làm cái cầu cho con khỉ nó bắt ngang qua đây đi. Đó, ví dụ như vậy. Cái game này nó cho phép mình có thể là xây xây chuyển được mọi thứ luôn nha. Tạm tạm thôi nha mấy bạn. Chủ yếu là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn biết được đó là cái game này nó có thể làm được những gì. Còn cái cách mà nó xây nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn ở cái video sau. Đấy, đại loại là như vậy đi ha. Nói chung thì mình làm cho các bạn hiểu để các bạn biết được ở cái game này có thể nó làm được như vậy như vậy như vậy như vậy đấy.
Thì sau khi mà đi mình sau này mình đi chuyên sâu vô á thì mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này ha. Rồi. Tiếp theo là về cái phần nature thiên nhiên nè, cây đá nè, hoa nè. Đấy. Đây thì mình cũng không 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 có gì để nói nữa, thì cái phần này cũng gì gọi là cái phần trang trí cho cái vườn thú của mình nó sinh động thêm thôi. Cây nè, cũng tùy vào chùa mà cũng tùy vào sở thích của mỗi loài mà nó sẽ có những cái loại cây khác nhau ha. Chứ không phải là mình muốn tùy tiện mình để cái cây nào vô là mình để đâu. Các bạn nào mà chơi từng chơi cái Zootechnic 1-2 thì các bạn cũng đã biết rồi. Rồi. Đây tới cái phần này hồi nãy mình có nói với các bạn đó, đây là nó có những cái cảnh báo như workshop, vestuary hay là trade center, thì tất cả mọi cái nó đều nằm ở trong cái mục này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về cái phần small animal exhibit. Nếu như mà mình hiểu được cái từ này á, thì nói nôm na nó là một cái chuồng thú dành cho loài bò sát nhỏ. Đó, chuồng nhỏ, chuồng thú nhỏ. Thì ở đây nó có những cái mẫu dựng sẵn, ví dụ ở đây là có nó có bốn bốn ô. Ở đây thì nó có một cái chuồng như vậy thì mình nuôi tối đa được một con. Thì khi mình xây dựng xong á thì mình có thể là bỏ những cái con như là nhện, rắn rồi rớt rồi ếch, những cái loại lưỡng cư bò sát đều nằm trong này hết. Thêm chút xíu nữa nếu như mà còn thời gian thì mình sẽ thử luôn cho các bạn coi ha. Rồi để mình ăn đu đi. Rồi tới cái phần gate này là cái phần mà dành cho khách hàng, dịch vụ khách hàng. Rồi như ở đây mình có là những cái như là ATM nè, thùng rác nè, rồi quầy nước uống nè, quầy ăn nè, rồi quầy thông tin nè, đó, những dịch vụ khác nè, đó, như là bóng bóng nè, quần áo nè, rồi toilet nè, đó, rồi cái phần đây là cái phần dành cho nhân viên mà hồi nãy mình nói ở đây á, bất cứ các bạn khi bắt đầu game đều phải xây xây đầy đủ hết cả bảy cái mục ở trong này. Rồi đầu tiên về cái phần là quarantine thì đây là cái trạm trạm cách ly, thì nó dành cho những con vật nào có cái bệnh bệnh truyền nhiễm còn phải cách ly. Mình phải xây cái này, xây ở đâu và xây như thế nào thì các bạn có thể là tham khảo một số những cái video mà về cái game này á, xem người ta bố trí nó như thế nào hen. Rồi staff room có nghĩa là cái chỗ mà để nghỉ ngơi cho nhân viên đấy, nhân viên làm thì phải có nghỉ ngơi rồi chứ đâu thể nào bắt họ làm suốt được. À, khi mà các bạn muốn xoay cái vật dụng ở đây á, thì các bạn giữ phím Z nha. Phím Z nha, cái phím mà kế bên cái phím Shift á, cái bên phím Shift và bên tay trái của các bạn á. Đấy, rồi bạn quay con chuột thôi. Còn muốn nó nâng lên hạ xuống thì các bạn giữ phím Shift. Phím Shift thì nâng lên hạ xuống ha, có thể là chung xuống dưới đất luôn cũng được. Rồi, tạm thời các bạn biết ở đây thôi ha. Rồi, thì sẽ có một số cái trường hợp với bạn á là khi mà lỡ tay á, mình nhấn nó lên đây nó lỡ cao, nó cao quá đà mà không mình không có hạ nó xuống được á, tại vì nó có dừng ở xuống dưới đất đâu. Đó, mỗi lần mà canh vậy nó cũng hơi hơi cực đó, cho nên mình cũng hạn chế là mình đưa lên đưa xuống vậy nha, mỗi lần canh nó cũng hơi cực chút xíu. Rồi tiếp theo là cái phần workshop, thì cái chỗ này á, hồi để mình xem luôn cái trạm nghỉ luôn đi. Đây để đúng hướng nha, và các bạn nên nhớ nha, hầu hết tất cả các shop ở đây á đều phải bắt cái đường đi, phải kết nối đường đi lại thì họ mới tới được cái shop của mình. À, ha. Ở đây mình xóa cái này nên nhìn nó trướng mắt quá. Rồi tiếp tục phần workshop đây. Cái phần workshop này á, là cái nơi để mình sửa những cái công trình công cộng, là dù là máy ATM mà bị hư
Đó, máy ATM mà bị hư, hoặc là chuồng thú mà cửa ra vào không được, hoặc là cái máy cung cấp nguồn điện, cung cấp nguồn nước chút xíu là mình nói luôn bị hư, thì tất cả những cái gì mà hư hại hại á thì đều phải sửa thông qua cái thằng workshop này. Rồi trade center, đây cái thằng này là quan trọng nhất, đây là cái nơi dùng để trao đổi mua bán những con vật cưng của mình, động vật của mình. À, rồi các bạn quan sát thấy hai cái chỗ đang ẩn đúng không? Rồi bây giờ mình xây ra nha. Đấy, nó đã hiện lên rồi này. Ở đây nó bị vướng cái rút gì mà nãy giờ mà mình cứ xây xong nó bị vướng vướng rút nó không biết. Rồi, đây là cái phần nghiên cứu. Đây, Research Center Mall có nghĩa là nghiên cứu về những cái đặc tính cơ bản, từ cơ bản tới nâng cao của từng động vật. Ví dụ như bây giờ là bạn nuôi con sư tử đi. Đó, mà con sư tử đó ví dụ như là mình muốn cho nó mỗi ngày được hoàn thiện tốt hơn. Đó, thì cái viện nghiên cứu này á, nó sẽ nghiên cứu được con sư tử này nó có cái khẩu phần ăn nó như thế nào, rồi giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ nó ra sao, rồi chế độ sinh sản nó như thế nào, thì tất cả tập trung đều ở trong viện nghiên cứu này đó. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần chữa bệnh. Rồi cách ly thì cũng phải có chữa bệnh chứ đúng không, cách ly xong lẽ mình không chữa cho nó thì làm sao mà nó khỏi. Rồi đây là cái phần cách ly nó xảy ra. Rồi đây cách ly. Rồi phần cuối cùng là cái phần thủ kho. Đó, tài chính liên quan tới động tới khách tham quan này nọ thì nằm ở trong đây hết. Đây là khu quản lý tài chính. Rồi ví dụ vậy đi ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái phần zoo ở đây để mình đi từng một cho các bạn nắm. Rồi đây là phần thống kê chung, rồi giá vé trẻ em người lớn đây bao nhiêu rồi thời gian mở cửa. À, rồi những cái thông tin khác các bạn từ từ tìm hiểu nha. Rồi tới cái phần này, rồi ví dụ là chi phí marketing cho cái sở thú của mình là muốn bao nhiêu. À, để quảng bá để kéo được cái lượng khách tới sở thú của mình là đông hơn. Rồi có tiền là mình làm gì, cho vay. À, đây cái biểu đồ đồ thị, cái đồ thị là cái lãi suất hàng tháng của mình đó là nó lợi nhuận ra sao. À, rồi đây là cái phần thống kê tổng quát. Rồi animal, đây thì nói chung là phải có động vật thì mình mới xem được những cái thông số ở trong đây nha. Đây là giống như một cái bản danh sách động vật, nó sẽ thống kê cho các bạn quan sát được chi tiết hơn, dễ kiểm soát hơn nha. Rồi đây là các bạn nhân viên, thì ở đây á, là nhân viên như mình nói hồi nãy á, là nó có mỗi người là một vai trò khác nhau. Rồi caretaker có nghĩa là nhân viên lau dọn, quét dọn vệ sinh á, vệ sinh đường đi giống như là rác ở ngoài đường đi tham quan của mình mà bị khách mà nó vứt ở ngoài á, thì cái người này là sẽ người đi lau dọn, nó cũng có phân chia khu vực luôn nha. Rồi cái phần keeper này là nhân viên đảm nhận vai trò là quản lý vườn thú, tức là mỗi chuồng là sẽ có một anh, hoặc là hai chuồng một anh, hoặc là ba chuồng một anh cũng được. Thì anh này là sẽ có cái nhiệm vụ là cho thú ăn, rồi vệ sinh chuồng thú, rồi cho nước uống, nói chung là những cái gì mà liên quan tới chăm sóc thú này họ thì anh này anh sẽ làm. Rồi mechanic có nghĩa là anh này thì ảnh phụ trách bên cái mảng là sửa chữa, những cái công trình hư hư hao đó, giống như là những cái công trình hồi nãy mình mới nói là công trình cung cấp điện, công trình cung cấp nước, hoặc là những cái cửa ra vào mà bị hư hại á, thì anh này ảnh là người sửa chữa, nói chung là bên mảng cơ khí á. Rồi security là bảo vệ. À, thì sở thú của mình phải có bảo vệ thì khách tham quan nó mới mới an tâm, nó mới 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 tới nhiều chứ, nếu mà tệ nạn ở trong này nhiều quá mà không có security thì sở thú của bạn mà chẳng ai dám tới.
Rồi cái anh Vendo này á thì anh này thì mình nói nôm na thì nó là bán hàng, chính xác là bán hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên nói chung là phục vụ, nhân viên phục vụ khách hàng đấy, nhân viên phục vụ khách hàng. Rồi còn cái anh này là cái anh mà vét này là anh kiểm soát tình hình dịch bệnh, làm báo cáo đó, làm báo cáo, kiểm soát bệnh, kiểm soát về môi trường của thú, của động vật của mình đó. Thì anh này anh đóng cái vai trò là cách ly những con thú nào mà đang có cái triệu chứng mà bị bệnh dịch đấy, hoặc là chữa lành bệnh, hoặc là di chuyển con vật từ từ chuồng này sang chuồng khác, thì là anh này đóng vai trò này ha. Rồi bây giờ quay lại cái phần hồi nãy mình vừa nói tiếp, thì cái phần utility này nó sẽ có hai phần chính mà các bạn cần phải quan tâm, đó là cái phần nguồn cung cấp điện. Đây khi mình để một cái máy phát điện ở đây á, thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái vùng vùng tròn, thì những công trình đối tượng nào á, nằm trong cái vùng sáng á, vùng sáng này á, thì nơi đó là nơi có điện. Rồi nhưng mà các bạn phải lưu ý chút xíu nha, công trình cung cấp điện các bạn phải để những cái nơi mà khách tham quan không thấy được, tại vì nó mang cái tính chất thẩm mỹ tiêu cực ấy. Nếu như mà để khách tham quan thấy được thì khách sẽ không hài lòng, tại vì nó có phát ra tiếng ồn nữa nha. Rồi tương tự là cái nguồn cấp điện thì nó cũng phải có cái nguồn là làm sạch nước, cái này là cái máy làm sạch nước chứ không phải là nguồn cung cấp nước. Cung cấp nước thì sau này những cái phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tạo địa hình có nước như thế nào ha. Rồi cái phần này là làm sạch nước, nguồn nước uống của động vật, hoặc là nguồn nước ở từ nguồn nước của nhân viên, hoặc là nước uống cho khách hàng, thì tất cả đều thông qua cái nguồn nước này. Như mình nói là cái nguồn nước này nó khá là quan trọng, và cái máy phát điện và cái nguồn nước này á, thì cũng phải có đường đi để anh chị, để khi mà nó xảy ra hư hao gì đó thì cái anh nhân viên mà mechanic á, anh sẽ tới anh sẽ sửa mới được nha. Thì cái nguồn nước này á, để nó để cái nguồn mà làm sạch nước này á, mà để nó hoạt động á, thì bắt buộc là phải có điện, thì anh này có thì anh này mới hoạt động được. Cho nên các bạn lưu ý nha, đó, xây cái anh này ra đó, mà không xây cái anh này thì cũng như không. Cho nên là có điện thì mới cái máy làm sạch nước mới hoạt động được ha. Ok, tiếp theo là cái phần về ghế ngồi thùng rác, rồi đèn chiếu sáng, rồi camera này nọ, thì nó nằm ở trong đây. Và các bạn như các bạn cảnh báo đó, như là cái bảng do not fit, hoặc là cái là do not disturb này nè. Mình thì mình không có là tiếng Anh lắm, nhưng mà đại khái thì đây là những các bạn cảnh báo, rồi camera đấy. Tiếp theo là đây cái phần liên quan tới về giáo dục đấy, những cái loa này sẽ nói về, giống như là sẽ đọc một cái bài giới thiệu chung về con vật đó ngay tại cái chuồng đó. Thì khi các bạn gắn gắn nó vào cái chuồng là nó sẽ cho phép mình chọn cái loại động vật nào để mà cái loa này có thể phát lên đọc cho cái người khách tham quan họ nghe được. Rồi đây là cái bảng hình ảnh, những cái thông tin chung. Thì khi mà các bạn tới một cái chuồng thú, chắc chắn nó sẽ có một cái bảng thông tin chung về cái con vật, như là hình ảnh nè, rồi phân bố nè, rồi độ tuổi là sinh sản như thế nào, thì là thông tin chung ha. Rồi transport monorail có nghĩa là cái xe lửa trên không, thì khi mà tham quan sau này mình cũng sẽ có những cái chuyến tham quan tổng thể cái sở thú của mình bằng cách là đi xe lửa trên không. Thì là do cái map này á, là nó chỉ có là xe lửa trên không thôi, chứ những cái map khác á, là nó có thêm những cái là đi bằng xe
xe buýt và một số loại xe khác ở dưới mặt đất nữa nha. Rồi. Tiếp theo là cái phần construction đây, thì đây là những cái gì mà liên quan tới về mặt thẩm mỹ, xây dựng, trang trí đều nằm trong đây hết, thì cái phần này mình chỉ lướt qua thôi, mình không nói nhiều. Sau này đi sâu vô cái phần này mà liên quan tới xây dựng những cái công trình trang trí đó, thì mình làm tới đâu thì mình sẽ nói tới đó ha. Rồi tiếp tục là cái phần đường đi đây. Đường đi thì nó cũng có chia ra nhiều cái loại đường đi. Cái đường đi ở đây là cái đường đi cơ bản bình thường, đây là đường đi cao cấp hơn chút xíu, có lát gạch, có bán vé mới vô vô xem được. Đó. Giống như cái thằng xe công viên, nó cũng chia hai loại đường, cái đường này đường bán vé thì mới 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 được phép vô. Rồi để mình nói tới cái phần này nữa coi. Đây là cái phần đường đi dành cho nhân viên. Thì cái phần đường đi dành cho nhân viên này là khách không đi vô được nha. Là khi mà các bạn xây những cái chuỗi cơ sở hỗ trợ động vật của mình nè. Đó, thì các bạn nên dành cho nhân viên mình bằng cái đường này đó nha. Rồi tiếp tục là cái phần về địa hình. Ở đây nó có những hạng mục như sau đây. Nâng cao địa hình, mình quên mình để lại cái vùng đất cỏ xíu nha. Rồi nâng cao địa hình ha. Rồi trúng địa hình đó. Ở đây là một số nguồn, nghĩ là nó cũng đơn giản, các bạn tự tìm hiểu từ các bạn sẽ biết sử dụng thôi. Rồi tiếp theo là cái này nó tạo ra một cái địa hình nó vuông vức, ví dụ như bây giờ để dấu cộng á, thì nó nâng địa hình lên và mình lít vô thấy nha, nó địa hình lên, dấu trừ nó sẽ làm trũng địa hình xuống. Rồi đơn giản ha, không có gì khó hết. Rồi tiếp tục là cái phần vùng địa hình ở vùng đất màu gì, ví dụ như là lát nè, cỏ ngắn nè. Đây tô lên nó là thấy không, cỏ mà dài dài nó mất hết thấy không. Cát rồi đấy, nhìn nhìn nó như thật luôn ha. Rồi đây, phần nước, nước ở đây là phải có cái chỗ trũng rồi mới có tạo nước được cho mấy bạn. Rồi ví dụ đấy, nước đó, nước đấy, nước dơ không. Rồi, để kiểm tra nha. Đấy, màu đỏ hay nước nó dơ không? Rồi bây giờ mình làm sạch nó nha. Đây, làm liền luôn cho các bạn coi. Tắt ra đi. Đây. Có điện thì mới có nước. Kiểm tra lại xem coi nước của mình nó như thế nào. Rồi đây xanh liền luôn thấy chưa, đó, nước sạch không bị ô nhiễm đấy. Rồi và cái phần cuối cùng ở đây á, là cái phần là chọn nhiều nhiều nhóm đó. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn gom những cái mớ công trình này thành một nhóm đó, đó thì các bạn quét thôi đó, và có thể tự do di chuyển thoải mái thấy chưa. Đó, tự do di chuyển thoải mái đấy. Rồi những cái thông số khác mà bạn cần lưu ý đây là cái tiền, cái tài chính của mình, tổng số tiền
của mình. Rồi, đây là một cái loại tiền tệ khác mà nó có thể là cho phép các bạn mua mua những cái con vật ở trong đây. Đây mình quên nói nữa, hồi nãy trong này mình quên nói luôn, giờ mình đi nói lại ha. Animal trading có nghĩa là những cái động vật ngoài thiên nhiên, động vật hoang dã ngoài thiên nhiên nè. Đó, đây có rất là nhiều con. Có rất là nhiều con. Đấy. Hay sư tử nè. Đấy. Rồi bây giờ mình tích chọn một con bất kỳ đi, ví dụ mình chọn chọn con sư tử đi. Không đủ tiền. Không có tiền mua. Thì cái phần này á là nó bắt mình phải hoàn thành những cái yêu cầu ở trong đây. Thì cái loại tiền này nó tăng lên, nó tăng lên được thì các bạn mới mua cái con sư tử này được. Tính ra là con này là mua là rất là tốt luôn. Đó, tại sao mình nói nó tốt? Thứ nhất là cái size của nó là cái kích thước chuẩn của nó hiện tại là nó khoảng 33%, tức là nó chưa có trưởng thành. Là một con sư tử chưa trưởng thành. Đó. Hoặc là nó đã trưởng thành rồi. Hình như là nó trưởng thành rồi nhưng mà cái size của nó mà nó không có đạt được cái chuẩn, cái độ chuẩn, à nó trưởng thành rồi, mình xin lỗi, nó trưởng thành rồi. Nó được khoảng 5 tuổi đây, 5 tuổi. Đấy. Rồi, cái lông GVT này là cái tuổi thọ của con này. Ví dụ như bây giờ trung bình một cái con sư tử á, nó có cái tuổi thọ là nó khoảng bao lâu ta, để mình coi. Là 14 năm. 14 năm. Được hai cái như cũng 14 năm. Đấy. Thì con này thì nó có cái tuổi thọ là đâu rồi. Sư tử. Đây. Khoảng 75%, 75% của 14 năm thì các bạn tự chia ha. Thì nó tầm khoảng 9 năm, 9 10 năm. 10% một để coi coi, nếu mình chia 4 ra, 14 chia 4 khoảng khoảng 3 năm rưỡi. Ừ, tầm khoảng 10 năm, 10 năm hơn. Rồi, còn đây là cái chế độ sinh sản là khả năng mà thụ thai con đực này mà nó có khả năng sinh sản thụ thai cho con cái á, mà có khả năng sinh sản á, thì 67% trên 50% là tốt rồi ha. Rồi, immunity là bệnh, con này có dễ bị bệnh không? Này rất khỏe ha, 100% luôn, rất là khỏe, khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả. Hay mua con này cũng đáng làm tiền bát gạo lắm. Thì mình xưa có câu là tiền nào của đó thôi, bây giờ mình thử qua con mấy con khác nha. Đây, như con này tuổi thọ, tuổi thọ con đó rất là ngắn. 80% thôi, con mua con này về chết sớm nữa. Ừ, nhưng mà đổi lại con này thì tuổi thọ nó cao hơn, và bù lại á thì nó hay bị mắc bệnh. Nó nghịch lý, nó cũng hơi bị kỳ kỳ ha. Tuổi thọ cao mà hay bị bệnh, sinh sản thì thấp. Đấy, các bạn có thể coi coi rồi quan sát từ từ cũng được, để mình hiểu hiểu hơn về cái con vật trước khi mình muốn mua. Rồi thì khi mình mua thì mình chỉ việc nhấp vô cái nút này thôi, adopt. Rồi, nhưng mà rồi sau khi mua xong á thì nó sẽ có nút send to zoo. Thì khi mà các bạn hoàn thành xong cái chuồng của mình á thì mình sẽ chuyển cái con vật này vô thẳng trong cái chuồng đó luôn. Rồi, đây là danh sách là những cái con vật mà mình đã mua về rồi nhưng mà mình chưa có đem ra ngoài chuồng thôi. Thì nó nằm ở trong này nè, nó nằm ở trong cái nhà này nè. Đây, cái nhà Trader Center nè. Đây. Rồi. Đây là lịch sử mua bán của mình. Đây là cái phần quà tặng, giống như là hệ thống game tặng thêm cho mình những cái con vật hiếm, hoặc là những con vật mình không có trong danh sách của các bạn chơi này chẳng hạn. Rồi, cái phần cuối cùng là cái phần động vật bò sát. Ở đây là nó sẽ nuôi trong những cái chuồng nhỏ nhỏ như hồi nãy mà mình có nói nó qua cho các bạn. Con trăn nè, con nhện nè, rắn nè, đấy, con bọ nè, bọ cạp nè, đấy, rất là nhiều con ha. Rồi, đây là cái số lượng, cái hình mà có cái biểu tượng là ba hình hình nhân này nè, là số lượng khách.
tới tham quan hiện hữu ở trong cái sở thú của mình. Rồi, đây là cái mức độ hài lòng về cái sở thú của mình. 5 sao là tốt nha. Đấy, các bạn có thể coi chi tiết ở đây luôn cũng được. Đó, dù là tình trạng thú ra làm sao, điểm khách hàng như thế nào, rồi marketing là sao, rồi hạnh phúc như thế nào, đấy, giáo dục như thế nào, nó đánh giá đây hết ha. Rồi, đây là cái camera. Thì ở chế độ này nó có hai chế độ, một là cái chế độ xoay chuyển 360 độ như nãy mình có giới thiệu. Chế độ thứ hai á, là cái chế độ là cố định cái máy quay của mình. Đó, là quay chậm bên chi để các bạn có thể tự hóa thân mình thành một người khách tham quan đó, có thể đi đi tới từng nơi và cảm nhận được cái sở thú của mình vừa hoàn thành như thế nào. À, đây là chế độ nhiệt độ hiện tại và mùa, ví dụ đây là mùa đông, và cuối cùng là thời gian, ví dụ đây là 13 giờ 15 giờ khoảng 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm thứ hai đó. Thời gian đây nó trôi qua rất là nhanh. Ok, thì cái phần vừa rồi cũng đã kết thúc cái tập đầu tiên mà mình muốn được truyền tải tới cho các bạn. Mình thì cái ý tưởng mà xây dựng một cái sở thú của mình nó cũng có hạn hẹp thôi, chủ yếu là mình cũng tham khảo nhiều thông qua các video của những người chơi chuyên nghiệp khác để mà mình có thể xây một cái sở thú cho riêng mình. Nhưng mà cơ bản theo thông qua những cái gì mà mình truyền tải được cho mấy bạn thì mình hy vọng các bạn có thể bắt đầu làm quen dần và tiếp cận được với cái trò chơi mô phỏng Planet Zoo cực kỳ hay, cực kỳ thú vị này sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Đấy, mình hy vọng cái video này có thể là hỗ trợ được và giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Và nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc là nhấn like hoặc share để ủng hộ mình, để mà mình có thêm động lực mình làm những cái video tiếp theo nhé. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp.